Hello và chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Và mình là Đức Mõm đây các bạn ơi. Thì đây chính là gà ủ muối mình mua ở siêu thị nhá. Thì một con này có giá là gần 200.000. Đây, ngửi xem thơm không? Ui, ui thơm lắm, thơm lắm. Thơm cực vũ ạ. Ui, ngon không? Rồi, muốn thì hôm nay bọn mình sẽ thi ăn nhá. Xem ai sẽ ăn hết cái con gà này trước. Thì đây thực ra cũng chỉ là lửa con thôi. Ai ăn xong trước người sẽ thành giải thưởng đây. Giải thưởng đây. Đấy, còn bao nhiêu tiền mình bỏ ra làm giải hết. Ở đây thì là 2 triệu 2 nhá. Ai thắng thì được 2 triệu 2 nhá. Ngon. Ok không? Mình biết là mình thua mọi người ạ. Ngon. Cái thằng lắp liềng thì luôn. Lắp liềng này thua. Mình là biết thua rồi thôi. Ok, thì ở đây mình có 3 loại gia vị này. À, tương ớt này, xì dầu này, với lại là bột canh hảo hảo nhá. Thì bây giờ Sơn cho mọi người bốc đi. Xem bốc trứng cái gì. Tôi bốc cái này đi. Giữa đi. Bốc cái này đi. Bốc cái này đi. Xì dầu, tương ớt. Mình là xì dầu nhá. Một canh ngào hảo. Rồi tương ơn các bạn ạ. Ngon, tanh kia này được. Ngon. Một canh ngào hảo. Ăn hên, rất là hên, hợp luôn. Hên, hên, hên. Ăn rất là hợp luôn. Gà ủ muối cho mấy hảo hảo là hết nước chấm. Tiếp theo sẽ là bốc đồ uống nhá. Đây, ở đây thì có trà xanh không độ, number one và coca. Rồi. Cái nào cũng được. Đấy. Cái này. Mình mong là ước gì cho coca. Trà xanh không độ. Mình cực kỳ là. Ôi, đây là mình là number one rồi. Thích uống cái nước này luôn. Cái nước của bạn có ga là bạn uống bạn đầy bụng là bạn nhanh lo. Rồi, mình sẽ bóc gà ủ muối mình ra nhá. Ủa khoan vào đây. Cái gà nó bị gì ấy, từ từ. Mẹ bị. Các bạn nhớ like đăng ký kênh nhá. Bọn mình sẽ ăn và trừ cái phao câu ra nhá. Còn lại hết thịt là chiến thắng. Chuẩn bị chưa? Ok, chuẩn bị rồi. 1, 2, 3, bắt đầu. Mời các bạn nhá. Mà biết là thua rồi, vẫn phải mời các bạn. Mời các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Ui, dài ấy. Dài như gà hôm qua của tôi. Dài ấy. Ôi. Dài nhưng mà ngon. Ngon các bạn ạ. Ai à. Đấy rồi, mình bóc được cái đùi ra các bạn ơi. Mời bạn ăn. Ôi. Kem ramen chảy nước dãi kìa. Mời các bạn nha. Cái này người ta ủ với muối ăn rất là ngon luôn. Nhìn tưởng là sống nhưng mà chín rồi nha các bạn nha. Ủa? Ngon vậy. Tuyệt vời luôn, mình chấm với xì dầu rất là hợp luôn. Gà ủ muối chấm với nước chấm hảo hảo thì cũng gọi hết nước chấm mà. Nhưng mà tính ra ăn quá hợp. Ăn không cũng ngon nhỉ. Quá ngon. Mình sẽ ăn người ăn xong trước. Mình bảo toàn 2 triệu của mình. Có đúng 2 triệu không? Không quá đâu. Bạn tính lấy của tôi cái gì? Được phân 2 triệu các bạn ạ. Cái da ăn giòn sần sật luôn. Mình là giờ vừa không cần phải nhai. Bỏ mồm nhút luôn. Chỉ có thịt mới nhai thôi. Ăn nhanh thế. Và bữa tôi sẽ làm clip là gà ủ pịa. Gà ủ pịa. Và trên tên bác pịa là cái ruột bên trong nó còn nguyên ấy. Nguyên đai nguyên kiện luôn. Thích lắm. Hai thằng ăn nghĩ đấy làm mất ngon luôn. Đây, miếng siêu to luôn. Chấm xì dầu nhá. Quá đã. Chấm bột canh à. Mãi mới nhốt được miếng thịt. Ngon. Ngon các bạn ạ. Thế luôn. Phải bẻ đủ cho mình ăn. Cái này ai chưa ăn nên mua thử, mua về ăn thử nhỉ. Đúng rồi đấy. Phải ăn chậm nhất. Quá ngon luôn. Hôm nay tôi cố gắng bởi vì tôi không muốn mất 2 triệu. Ô, cái thằng này ăn mãi chưa hết cái đùi. Đây, miếng này siêu nhiều thịt luôn. Ăn phải gọi là ngập mồm. À, mọi người ơi, mình niềng răng ăn chậm, nãy giờ nó cứ chửi mình em buồn. Nhìn nào.
chấm nước ớt đỏ ke luôn. Ăn này sớm thì cái dạ dày bạn hỏng. Hỏng mình mua mới mình thay vào. Mình cố gắng lấy dạy các bạn ấy. Mình tích góp tiền mua dạ dày mới. Mình thấy shoppe bán đầy bạn ạ. Đúng rồi, Ronaldo từng nói gì cụ cọ mua hết dạ shoppe. Còn cáo à? Quyết không mua được. Mà lần sau các bạn có thử thách gì về ăn uống thì các bạn comment cho mình nhá. Ăn cái gì cũng được trừ cứt. Okay. Rất nhiều bạn cứ bảo bọn mình ăn cứt đi, bây giờ các bạn có ăn được không? Các bạn mà ăn được ấy, gửi video mình xem mình ăn luôn. Ừ. Chứ mình chịu, mình không chơi món đấy. Trước ngày trêu. Dạ. Có mấy người ăn được. Mấy cái ông ở trên bảng mổ ra cái ruột bò. Nghĩa là mọi người mình xin luôn mọi người. Dạ. Bớt đi một đối thủ rồi. Giờ còn anh em mình thôi. Ngai mỏi mồm ấy. Này tôi khăn cho tôi uống Coca vào nó no quá các bạn ạ. Đi rửa tay. Này không nước á. Ủa, chắc thôi cố sắp hết nồi rồi bạn ạ. Vị setting như nào? Cái gì setting? Vương tay nè. Ở cái ức gà rất nhiều thịt nha bạn nha. Mình sẽ ăn ở đây trước, còn cái cánh thì rửa sau. Bình tĩnh thì về run. 2 triệu mà. 2 triệu cả vấn đề ấy bạn. Sao xong rồi? Sao ấy? Sắp nôn rồi. Lại có ăn cái gì không ơi? Cái Coca này, Coca này này, ga nhiều quá. Đấy biết ngay mà. Mình biết là bố nào bốc vào Coca thì bố sẽ thua cuộc thôi. Bởi vì là Coca nó rất nhiều ga, uống đầy bụng. Nhưng bây giờ ăn tiếp thì sợ nôn. Con gà 200 mấy ngàn ăn nôn hết phí. Tôi cố gắng không ăn nữa. Để bảo toàn cục thịt trong bụng. Thế không lấy 2 triệu à? Không lấy 2 triệu à? Sợ tí nôn mất. Nãy giờ mất công ăn, bây giờ nôn ra hết phí. Mấy gà nôn kinh à? Cái cảm giác nôn kinh à? Cảm giác nó... Ừ, nó... Ngán lắm. Bạn nói... Thế bạn đầu hàng chưa để mình còn nói cái này? Thôi đầu hàng rồi. Đấy! May quá bạn mình đầu hàng, bạn Huỳnh cứ nói lôn suýt nữa mình lôn ra. Nói thật là ăn cái con gà siêu ngán luôn này. Mình ăn này. Yeah! Thắng rồi! Yes! Bảo toàn 2 triệu mà không bị mất 2 triệu mình rất là vui luôn. Và nếu như bạn thấy hay thì nhớ cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh và bật quả chuông để mỗi khi mình ra video sẽ nhận được thông báo nhé bạn nhé. Ủa, rắc cả răng rồi. Bye bye bạn. Ok.